Chào mừng các bạn đến với kênh Quản lý Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ automatic với thương hiệu là Alanson, rất là tuyệt vời. Tôi thì đọc tiếng Anh cũng không phải là chuẩn lắm, cho nên là nếu có gì mà sai thì các bạn cũng đừng cười nhé. Đấy, các bạn cứ nhìn rõ cái thương hiệu ở góc 12 giờ này này, ok chưa? Đó là một thương hiệu của Đức, rất là tuyệt vời. Về thiết kế của nó thì với thiết kế sai mặt là, tôi đo luôn cho các bạn xem, 43 mm. Thể hiện giờ ở cái góc đồng hồ, có một cái vòng đồng hồ ở góc 9 giờ đây. Còn cái đồng hồ góc 4-5 giờ này là đồng hồ 24 giờ ngày đêm. Ở ô trên 2 giờ này là ô lịch. Cái kim này thì nó chỉ hiển thị là thứ, các bạn nhìn thấy chữ M T V K đấy, Mon Tuê Quê Tuê Ri Sát Xuân ấy, là từ thứ hai đến chủ nhật đấy, ok thế nào? Tôi sẽ review chi tiết hơn. Vỏ của nó thì bằng inox. Đấy, bộ máy của nó đây, rất là tuyệt vời. Đằng trước đã tuyệt vời rồi thì bộ máy đằng sau của nó cũng thể hiện rất là tuyệt vời luôn. Có rất là nhiều chân kính ở đây. Thông số, dòng này là dòng Super Fake nhé, nhưng mà là sử dụng máy của Nhật, rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời cho những bạn nào mà đang có ý định sưu tầm đồng hồ hoặc là muốn một chiếc đồng hồ độc đáo, ok chưa nào? Rất là sang và đẳng cấp. Dây của nó thì là màu nâu mật. Tôi sẽ đeo thử lên trên tay để cho các bạn cảm nhận được độ đẳng cấp của nó khi lên tay này, ok chưa nào? Với một chiếc đồng hồ cơ theo phong cách rất là đẳng cấp và lịch lãm, đúng không? Khi đeo lên tay thì các bạn sẽ gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ khách hàng sẽ rất là tuyệt vời, ok chưa? Đấy, tại vì cái này nó không có hiển thị kim dây, chính vì vậy các bạn nhìn thấy nó cứ im im, nhưng mà giờ và phút thì nó vẫn đang hoạt động bình thường, ok chưa nào? Cách chỉnh của nó thì tôi sẽ nói qua cho các bạn một chút. Ở đây nó có một nút chìm ở cái góc trên này này. Các bạn ấn vào đây có thể chỉnh được ngày. Các bạn nhìn thấy ô ngày chạy chưa? Đấy, ok chưa? Rồi. Cái nút nút này thì các bạn ấn đây. Đây, nút này này. Ấn đây các bạn chỉnh được thứ, các bạn thấy thứ chạy không? Đấy, ok chưa? Cái núm ở giữa này thì chúng ta sẽ chỉnh giờ. Sau khi xoay giờ này, khi xoay giờ thì các bạn để ý đồng hồ 24 giờ này, kim 24 và phần mặt trăng mặt trời cũng sẽ xoay tương ứng một ngày 24 tiếng, đúng nào? Đấy, rất tuyệt vời. Chuẩn chưa? Đấy, sau khi chỉnh xong thì cái núm ở giữa các bạn đóng hết vào giúp mình. Nó thì nó là đồng hồ auto, khi các bạn để thầy xem, đúng rồi, có bánh đà đây. Các bạn nhìn thấy bánh đà chưa? Nó auto, các bạn cứ đeo lên tay thì cái bánh đà này nó tự động nó xoay để nó lên cót cho các bạn. Còn trong trường hợp mà các bạn không đeo á thì cái núm ở giữa này này, các bạn để nguyên như thế vậy và sau đó các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ cho mình để lên cót cho nó. Khi lên cót các bạn sẽ thấy nặng tay đây, xoay theo chiều này. Thường mình sẽ lên cót khoảng 20 đến 30 vòng thì nó sẽ chạy khoảng đến 2 ngày. Ok chưa? 1 đến 2 ngày tùy vào cái tình trạng vòng cót hiện tại của nó. Ok chưa nào? Với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình ở khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu mới lấy thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nói về bên mình như thế nào, đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó.
Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng. Đây là một bộ sản phẩm của nó, gồm có hộp đồng hồ và thẻ bảo hành 2 năm nha. Rồi, xin chào các bạn.